Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 133. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 1 tháng 10 năm 1998. Xin lật xem kinh bản trang 38. Trang 38, hàng thứ nhất, chúng ta xem từ đoạn này. Phục hữu vô lượng chư đại Long Vương, sở vị tỳ lâu bát xoa Long Vương, ta kiệt la Long Vương, vân âm diệu tràng Long Vương, diệm khẩu hải quan Long Vương. Hôm qua đã giảng đến đoạn này. Hôm nay tiếp tục xem vị thứ năm là Phổ Cao Vân Tràng Long Vương. Tại trong Tứ Thiên Vương biểu pháp thì phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, ngài chính là Đại Long Vương. Ở chỗ này nói Tỳ Lâu Bát Xoa Long Vương chính là Quảng Mục Thiên Vương. Chư Đại Long Vương các ngài là tiêu biểu cho xã hội đa biến và nhân sự đa biến. Long là rồng, giỏi về biến hóa. Sự biến đổi của xã hội và sự biến đổi của nhân sự đều là do cách nghĩ và cách nhìn sai lầm của tất cả chúng sanh mà sự sai lầm này thì dẫn đến giữa người với người không thể hòa thuận sống chung với nhau. Và cũng ảnh hưởng đến hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta mà trên quả địa cầu này cũng đã xảy ra rất nhiều sự biến đổi. Điều do thiên tai, nguyên do của sự biến đổi này trước kia chúng tôi đã từng nói qua rất nhiều lần, mà Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng: y báo chuyển theo chánh báo. Lòng người hiền lương thì hoàn cảnh của y báo rất tốt. Chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, Hoa Tạng thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật và thấy trong kinh Vô Lượng Thọ Tây Phương Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật, hoàn cảnh cư ngụ của người ta vì sao thanh tịnh trang nghiêm như vậy? Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng vì cư dân ở cõi đó đều là người thượng thiện, không phải thông thường thiện mà là thượng thiện.
tư tưởng nghiệp cảm của người thượng thiện đương nhiên chiêu cảm thành hoàn cảnh cư ngụ được thanh tịnh trang nghiêm. Ngày nay tất cả chúng sanh trong cõi thế gian này của chúng ta, họ nghĩ những gì, họ làm những gì, đúng như Đức Thế Tôn tại trong kinh có nói: ngũ trược ác thế. Nhất là hiện nay sự trược ác đã đến chỗ cùng tột, cho nên ở thế gian này thường có thiên tai xảy đến, một năm nhiều hơn một năm, một lần nghiêm trọng hơn một lần. Chúng ta không có tâm cảnh giác hay sao? Này chúng ta không bàn về vấn đề sanh tử, bởi vì có sanh thì nhất định có tử. Ai có thể đào thoát được cửa ải sanh tử? Mà nay vấn đề quan trọng nhất của chúng ta là sau khi chết rồi đi về đâu. Cho nên tôi mới nói tử sanh sự đại, sau khi chết rồi đi đâu đầu thai? Đây mới là điều quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Sau khi chết rồi, trước mặt của chúng ta có 10 con đường là thập pháp giới. 10 con đường này chúng ta chọn con đường nào? Thì phải xem chúng ta dùng cái tâm gì, tu cái hạnh gì. Điều này mới là quan trọng. Hiện nay trong đạo tràng này có giảng đường và niệm Phật đường cung ứng cho chúng ta những điều kiện tốt nhất để cho chúng ta lúc đại thiên tai xảy đến có thể chọn con đường thành Phật. Ở trong giảng đường nghe kinh niệm Phật, tâm của chúng ta phải tương ứng với tâm Phật. Ngôi đạo tràng này là ngôi đạo tràng cung ứng cho mọi người làm Phật. Quý vị muốn làm Phật thì quý vị đến ngôi đạo tràng này, vô cùng thù thắng. Xin xem danh hiệu của vị Long Vương này là Phổ Cao Vân Tràng. Vị Long Vương này đích thật là tiêu biểu cho danh hiệu này. Cao là địa vị cao trong thập pháp giới, địa vị của Phật Bồ Tát rất cao, đức cao, hạnh cao, lại cộng thêm chữ Phổ thì mọi thứ đều cao. Mọi thứ đều cao có sanh tâm ngạo mạn hay không? Người thế gian nếu mọi thứ đều cao thì họ sẽ sanh tâm ngạo mạn, họ không có tâm khiêm nhường cung kính. Còn Phật Bồ Tát tu hành mọi thứ đều cao thì các ngài càng tỏ ra khiêm nhường cung kính. Phổ Cao còn có Vân Tràng. Do đây mới biết Bồ Tát tu hành
nhất định là hướng theo phương hướng thuần thiện, hướng theo mục tiêu này mà tinh tấn. Cho dù tu hành công đức được viên mãn, mà trong tâm của các ngài cũng không có chấp trước chút nào, như như bất động, thì mới thật sự là cao minh. Các ngài khác với người phàm phu chúng ta. Người phàm phu khi có một chút thành tựu thì họ tỏ ra kiêu ngạo rồi. Đây là nói người phàm phu không có đắp vững nền tảng pháp thế gian và xuất thế gian. Đây cũng là nhân tố không được đại thần đại thành tựu. Có cái gì đáng được kiêu ngạo đâu? Lúc chư Phật Bồ Tát đã thành Phật như Tỳ Lô Giá Na Phật, ngài có ý niệm kiêu mạn hay không? A Di Đà Phật, ngài có thái độ kiêu mạn hay không? Không có. Vì sao ngài không có? Vì ngài biết rõ, hiểu rõ tất cả chúng sanh cùng với ngài là bình đẳng. Ngài không cao hơn người khác, người khác cũng không thấp hơn ngài. Pháp bình đẳng thì làm gì có kiêu mạn. Phật cùng với chúng ta, tức là chúng sanh và Phật, chúng sanh và Phật bình đẳng, tánh tướng bình đẳng, lý sự bình đẳng, không có một pháp nào mà không bình đẳng. Chẳng những lý bình đẳng mà sự cũng bình đẳng. Trong những kinh điển khác rất ít nói đến, nhưng trong kinh Hoa Nghiêm thì nói được rất nhiều. Phật tại trong hội Hoa Nghiêm nói lời chân thật. Ngài nói rõ thật tướng của các pháp, nói rõ chân tướng của tất cả pháp là bình đẳng. Nếu là nói lý bình đẳng thì chúng ta cũng đồng ý. Lý là gì? Là nói tất cả pháp đều do pháp tánh biến hiện ra. Năng biến là bình đẳng, mà sở biến làm sao lại bình đẳng? Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói về sự so sánh cho chúng ta thấy, đem phước đức so sánh cũng không bình đẳng. Một người ăn mày mà so với một vị đế vương thì làm sao bình đẳng? Một vị đế vương mà so với Đao Lợi Thiên Chủ thì làm sao bình đẳng? Đây là sự tướng. Thuận theo chúng sanh nói là không bình đẳng, nếu thuận theo Như Lai nói thì bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Người ăn mày và vị đế vương. Trong kinh nói phàm là có gì, cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Người ăn mày là hư vọng, mà vị đế vương cũng là hư vọng, thì hư vọng cùng với hư vọng làm sao mà không bình đẳng? Trong kinh Bát Nhã nói được càng rõ ràng hơn, nói những hiện tướng và sự tướng này. Sự tướng là do nhân duyên sanh, không có tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc, thì nó làm sao mà không bình đẳng? Sự bình đẳng này hạng phàm phu nhị thừa và Quyền Giáo Bồ Tát cũng không nhìn ra. Vậy ai có thể nhìn ra? Bậc Pháp Thân Đại Sĩ thì nhìn ra.
Cho nên Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài không phải không tu hành, các ngài mỗi ngày tu hành, tích công lũy đức, đoạn ác, tu thiện. Các ngài đoạn ác mà không có ý niệm đoạn ác, các ngài tu thiện cũng không có ý niệm tu thiện, chỉ biết phải nên làm như vậy, gọi là pháp nhĩ như thị. Các ngài đích thật không có khởi tâm động niệm thì gọi là phổ cao vân tràng. Cho nên từ câu danh hiệu của Bồ Tát mà xem thì chúng ta cũng rất rõ ràng thể hội được vị Long Vương này không phải phàm phu, cũng không phải quyền giáo Bồ Tát, mà địa vị thấp nhất phải là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ không phải là Bồ Tát thông thường, mà đó là cảnh giới của Địa Thượng Bồ Tát. Nói một cách rõ hơn là ngang hàng với Thập Địa Bồ Tát. Ở chỗ này Bồ Tát hiển thị cho chúng ta thấy, chính là nói với chúng ta rằng chúng ta phải noi theo ngài học tập đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức mà không chấp tướng. Mãi mãi tôn kính người khác. Như Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Chúng ta đối với chư Phật Bồ Tát phải lễ kính, đối với người hiền phải lễ kính, đối với người ác cũng phải lễ kính, đối với người hãm hại chúng ta cũng phải lễ kính. Tại sao phải lễ kính? Là vì các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên ta lễ kính cũng là pháp bình đẳng. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta, đối với người ác làm việc ác thì không tán thán, thế nhưng phải lễ kính. Đối với người thiện làm việc thiện phải tán thán, nhưng như xưng tán Như Lai, vì đức hạnh của họ tương ứng với Như Lai, chúng ta phải tán thán như xưng tán Như Lai. Như Lai chính là tánh đức, nếu không tương ứng với tánh đức thì không tán thán. Không có nói không lễ kính, không có nói không cúng dường, mà phải nên cúng dường, phải nên lễ kính, chỉ là không tán thán mà thôi. Nếu tán thán là sợ ảnh hưởng đến đại chúng xã hội, bởi vì đối với người ác làm việc ác, nếu mà tán thán thì người thế gian không biết phân biệt thiện ác. Không tán thán thì người thế gian biết được đây là ác, không nên làm. Ý nghĩa ở tại đây, quý vị hãy xem Phật Bồ Tát tu hành, các ngài có lễ kính, các ngài không phê bình, các ngài không phỉ báng, chỉ là không tán thán mà thôi. Ngoại trừ không tán thán ra, chín điều khác đều đối với chúng sanh có lễ kính, có cúng dường, có cúng dường, có sám hối, mọi thứ đều đầy đủ. Đây là tâm Bồ Tát và hành nghiệp Bồ Tát, chúng ta phải nên noi theo mà học tập. Vị thứ sáu là Đức Xoa Ca Long Vương. Đức Xoa Ca là tiếng Phạn. Ý nghĩa của câu này là năng hại, tức là làm tổn hại, có nghĩa là có năng hại và có sở hại.
Phật tại trong kinh có nói những loại rồng này là một loại trong tám bộ quỷ thần mà tâm sân hận của rồng rất nặng. Nếu nó dùng nhãn quan sân hận để nhìn người nào, thì người đó sẽ bị hại chết. Trong kinh có nói, nó dùng mắt sân hận nhìn người và súc vật, thì người và súc vật đều phải chết. Rồng nó có thể hại người, có thể hại chúng sanh, có thể hại tất cả chúng sanh. Vậy câu đức hiệu này là ý nghĩa gì? Câu đức hiệu này có hai ý nghĩa. Đối với người ác mà nói, thì Long Vương dùng một thủ đoạn ác để giúp cho họ tiêu nghiệp trướng. Đây là Pháp Bồ Tát. Đúng như trong phẩm sau cùng 53 tham vấn có nói Cam Lộ Hỏa Vương. Cam Lộ Hỏa Vương là một vị quốc vương. Vị quốc vương này tâm sân giận rất nặng, thường hay nổi giận, thường dùng thủ đoạn rất là tàn ác để trừng trị những người phạm tội, không bao giờ tha thứ. Khi thiện tài đồng tử đến tham học, đối với quốc vương chỉ có lễ kính mà không có tán thán. Tại vì sao? Vì quốc vương là tiêu biểu cho sân giận của trong tham sân si, cùng với Đức So Ca Long Vương là cùng một loại nhân vật. Thế nhưng những vị này đều là chư Phật Như Lai thị hiện, bởi vì căn tánh của tất cả chúng sanh khác nhau. Đối với người ác, quý vị mà dùng lòng từ bi thì không thể giúp cho họ hồi đầu. Cho nên đối với người ác thì phải dùng phương pháp ác để đối trị, khiến cho họ biết hồi đầu. Giờ đây mới biết tham sân si tuy là tam độc, nếu dùng pháp thích hợp thì có thể trị được tam độc. Cho nên trong phương pháp giảng dạy, chúng ta cũng thường nghe nói ân huy cùng thí. Có học trò tánh tình rất tốt, rất hiền lương, thì thầy giáo đối với nó rất thương mến. Nó biết nó được thầy giáo thương mến thì nó sẽ cố gắng học hành, không phụ lòng mong mỏi của thầy giáo. Cũng có học trò rất bướng bỉnh, nếu thầy giáo đối với nó từ bi, chẳng những không thể dạy dỗ nó mà nó càng tệ hơn. Cho nên trước tiên thầy giáo có thể lừa dối nó. Vị thầy giáo đối với loại học trò này phải dùng cách xử phạt nghiêm khắc thì nó mới chịu nghe dạy. Cho nên cách dạy học mà chỉ dùng từ bi, chỉ biết thương mến, thì học trò khó mà được thành tài. Hiện nay có nhiều gia đình
làm bậc cha mẹ thường hay than phiền con cái vô dụng, trong tâm họ rất buồn. Do nguyên nhân gì tạo thành? Đều do nuông chiều tạo thành. Nâng niu chùa chiều chuộng từ nhỏ mà nay cuộc sống dồi dào, con cái muốn cái gì cũng mua cho nó, mọi thứ đều thỏa mãn cho nó. Con cái muốn cầu cái gì cũng được. Cha mẹ chiều chuộng con cái như vậy hay sao? Đây là đã nuôi thành cái tánh ỷ lại tự mình, không có tinh thần sáng nghiệp, không có nghị lực. Đứa con này làm sao có thể thành tài? Chúng ta xem trong lịch sử Trung Quốc và ngoại quốc hầu như cũng giống nhau. Những vị anh hùng hào kiệt đều là xuất thân từ gia đình nghèo nàn khốn khổ mà họ nỗ lực được thành tài. Những vị tài giỏi trong lịch sử, có mấy người nào xuất thân từ gia đình giàu có? Điều này rất đáng được cho chúng ta suy xét. Khi chúng ta đã hiểu rõ ý nghĩa này thì mới biết được chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh. Đặc biệt là xem trong kinh Địa Tạng có nói chư Phật Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài thị hiện trong ngạ quỷ đạo, trong súc sanh đạo và địa ngục đạo làm quỷ vương. Các ngài là giúp cho những chúng sanh đã tạo tác tội nghiệp cực trọng, giúp cho họ tiêu trừ nghiệp chướng. Khi tiêu trừ hết nghiệp chướng thì họ mới có thể ra khỏi tam đồ, mới có thể khôi phục quả báo của nhân thiên. Đây là nói độ một loại ác chúng sanh. Còn một ý nghĩa khác là nói rồng thường hay phạm lỗi lầm, làm hại chúng sanh. Tất cả chúng sanh thường bị nó hại, cho nên Bồ Tát thị hiện làm Đại Long Vương để chỉ dạy họ không nên làm tổn hại tất cả chúng sanh. Đây cũng là một ý nghĩa. Cho nên câu đức hiệu này có đủ cả hai ý nghĩa. Vị Long Vương thứ bảy là Vô Biên Bộ Long Vương. Hàm nghĩa của câu danh hiệu này thì rất khó hiểu. Ý nghĩa của hai chữ vô biên thì dễ hiểu, còn chữ bộ ở đây là tiêu biểu cho cái gì? Chữ bộ này là tiêu biểu cho hành. Vô biên bộ có nghĩa là tận hư không khắp pháp giới. Thì như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy, chúng sanh ở chỗ nào có cảm thì ngài có ứng. Ngài có năng lực cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Trong kinh có nói Phật Bồ Tát thị hiện nên dùng thân Long Vương được độ thoát,
thì các ngài hiện thân Long Vương mà vì đó thuyết pháp. Nói thuyết pháp cũng không nhất định phải thuyết. Các ngài thị hiện cái hình tướng này là khiến cho tất cả chúng sanh khi họ nhìn thấy thì có sự cảm ngộ, họ có cảm động, họ có lãnh ngộ. Đây cũng là thuộc về thuyết pháp, cũng là thuộc về độ chúng sanh. Các ngài hiện thân khắp nơi, các ngài hiện thân rồng có thể biến lớn cũng có thể biến nhỏ. Các ngài có thể biến thân hình rất vi tế, người thông thường chúng ta không thể thấy được. Nay chúng ta trong cuộc sống hàng ngày khi nhìn thấy những con sâu rất nhỏ, chúng ta cũng không nên ăn hiếp chúng. Nói không chừng những con sâu nhỏ này là Long Vương biến hiện ra. Những chuyện này đích thật thường có. Quý vị nên biết chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này, các ngài dùng các loại thân thị hiện trong thế gian này. Chúng ta là người học Phật, trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy, khi nhìn thấy những loài sâu thì chắp tay niệm A Di Đà Phật, rất có thể chúng là Long Vương biến hiện ra. Có phải thật là Long Vương biến hiện ra hay không? Phật nói tướng chuyển theo tâm. Nếu quý vị nghĩ rằng chúng là Long Vương biến hiện ra thì chúng thật chính là Long Vương biến hiện ra. Phật tại trong kinh có nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của quý vị nghĩ cái gì thì hiện cảnh giới đó. Trong tâm của phàm phu nghĩ tham sân si mạn, trong tâm nghĩ tự tư tự lợi, cách nghĩ này thì không tốt. Chư Phật Bồ Tát biến hiện cảnh giới thù thắng này bị cách nghĩ đó của họ làm rối loạn. Chư Phật Bồ Tát thị hiện cảnh giới là chí thiện, là chí thiện viên mãn. Chỉ cần chúng sanh có thiện tâm, có lòng tốt thì có thể tương ứng với thiện ý của Phật Bồ Tát, thì hoàn cảnh y báo vô cùng tốt đẹp, được Phật lực gia trì. Nhưng rất đáng tiếc là chúng ta không hiểu được ý của Phật, cứ làm trái với lời dạy của Phật. Thiện tâm, thiện hành của Phật, chúng ta không tiếp nhận được sự thọ dụng, ngược lại còn tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, tương lai phải chịu nhiều khổ báo. Đây là trong kinh thường nói là kẻ đáng thương. Vị thứ tám là thanh tịnh sắc Long Vương. Sắc là sắc tướng. Sắc tướng thanh tịnh thì tốt.
Nay chúng ta đang sống trong xã hội này, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với quần chúng, đáng tiếc là chúng ta không có thiên nhãn thông, chúng ta không có tha tâm thông. Nếu quý vị có thiên nhãn thông, có tha tâm thông, thì quý vị nhất định sẽ thấy được trong số quần chúng có Phật Bồ Tát thị hiện, cũng có yêu ma quỷ quái đồng thời xuất hiện. Nếu trong tâm của chúng ta hiền lương, thanh tịnh, từ bi, thì quý vị thấy được rất nhiều chư Phật Bồ Tát, mà thấy được yêu ma quỷ quái thì rất ít. Còn như trong tâm của quý vị tà ác, thì quý vị thấy được rất ít chư Phật Bồ Tát, mà thấy được yêu ma quỷ quái thì rất nhiều. Chúng thường ở bên cạnh chúng ta. Sự thật chân tướng là như vậy. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý và sự thật này, thì nhất định biết được đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện bắt đầu đoạn từ chỗ nào? Đoạn từ ý niệm. Ý niệm thiện thì hành vi của quý vị đương nhiên là thiện. Niệm niệm tương ứng với Phật, niệm niệm tương ứng với trong kinh dạy. Cho nên sắc tướng của mình đoan nghiêm, tâm thanh tịnh thì hiện tướng thanh tịnh, tâm từ bi thì hiện tướng từ bi, tâm chân thành thì hiện tướng chân thành. Đây không phải là tướng chuyển theo tâm hay sao? Tướng có thể chuyển theo tâm thì thể chất cũng chuyển theo tâm. Trước kia hình như là trong bộ Ấn Sao Ấn Quang Đại Sao Văn, Đại Sư Văn Sao có nói, lúc đó Đại Sư Ấn Quang nghe nói Lão Hòa Thượng Đế Nhàn sanh bệnh. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là vị Pháp Sư chuyên giảng kinh thuyết pháp của Tông Thiên Thai. Thì Đại Sư Ấn Quang viết một lá thư gửi cho Ngài. Trong thư nói, Ngài là vị Pháp Sư giảng kinh, tại sao có thể sanh bệnh? Chúng ta nghe nói câu này thì cảm thấy rất kỳ lạ. Vị Pháp Sư giảng kinh, Ngài cũng là người, tại sao Ngài không nên sanh bệnh? Đại Sư Ấn Quang nói, vị Pháp Sư giảng kinh, tức là người thật sự tu hành, thì không nên sanh bệnh. Nếu Ngài thật sự sanh bệnh, thì đó là thị hiện, dùng phương pháp sanh bệnh để độ chúng sanh. Nếu không phải là thị hiện, thì Ngài không nên sanh bệnh. Cái ý nghĩa này thì rất sâu. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này, thành thật mà nói, cái thân của các Ngài là thân kim cang bất hoại. Trong kinh có nói rất rõ ràng, pháp thân, báo thân và ứng thân, ba thân một thể.
Pháp thân tức là báo thân, ứng thân. Ứng thân tức là pháp thân, báo thân. Người phàm phu chúng ta thì có khác biệt, còn người giác ngộ thì không có khác biệt. Chẳng những sắc tướng, thể chất thanh tịnh, mà hoàn cảnh cư ngụ của các ngài cũng thanh tịnh, cõi nước cư ngụ cũng thanh tịnh. Đây là cảnh chuyển theo tâm. Chúng ta ở đây phải học, nhất định phải học thanh tịnh sắc. Vì sao ngài không nói thanh tịnh tâm mà phải nói thanh tịnh sắc? Bởi vì thanh tịnh tâm là năng hiện, mà thanh tịnh sắc là sở hiện. Năng hiện là nhân, sở hiện là quả. Thấy được quả thì biết được quý vị tu nhân có thù thắng hay không. Hay nói cách khác, tức là quý vị tu hành biểu hiện ra thành tích, đem thành tích ra cho người khác xem. Thành tích chính là ở trên sắc thân của quý vị, chính là ở nơi hành vi của quý vị khi xử thế đối người tiếp vật. Xem công phu tu hành của quý vị, xem cảnh giới khế nhập của quý vị. Công phu mà đắc lực thì nhất định khế nhập pháp giới thanh tịnh bình đẳng, thì quý vị mới thật sự được thọ dụng. Vị thứ chín là Phổ Vận Đại Thanh Long Vương. Vận là vận hành, phổ là phổ biến, đại thanh là thuyết pháp. Âm thanh truyền khắp hư không pháp giới. Chúng ta nghe câu này thì cảm thấy rất kỳ lạ. Âm thanh là thuộc về hiện tượng chấn động, làn sóng chấn động, càng cách xa thì làn sóng càng yếu ớt. Như chúng tôi ở đây đang giảng kinh thuyết pháp, người ở xa thì không nghe được. Tại vì sao? Vì cách quá xa, âm ba truyền không tới nơi đó. Đây là chúng tôi nói hiện tượng vật lý. Thế nhưng hiện tượng tâm lý thì khác. Người biết rõ hiện tượng vật lý thì rất nhiều, như nhà khoa học họ cũng biết rõ. Nhưng người biết rõ hiện tượng tâm lý thì rất ít. Hôm nay chúng ta ở đây nói chuyện, tiếng nói rất nhỏ, dù tiếng có nhỏ như thế nào, người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới họ nghe được rất rõ ràng. Đó là nguyên nhân gì?
Tây phương cực lạc thế giới cách rất xa chúng ta, mà âm ba truyền đi chúng ta đâu có nghe được. Thế nhưng chúng ta muốn hỏi, âm ba có truyền tới Tây phương cực lạc thế giới hay không? Nhất định truyền tới. Âm ba truyền tới nơi đó thì đã rất là yếu ớt, gần như là không có. Thế nhưng tâm địa của người Tây phương cực lạc thế giới thanh tịnh, dù là âm ba rất là yếu ớt nhưng họ cũng nghe được, họ cũng nghe được rất rõ ràng. Theo trong hiện tượng vật lý mà nói thì không có trở ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói sự sự vô ngại, mà lời nói là tiếng lòng, là sống của tâm, thì không có phân biệt mạnh yếu. Cũng không có cách biệt xa gần. Ở đây vừa phát ra âm thanh thì đã truyền khắp pháp giới rồi. Cái tốc độ nhanh chóng, hầu như đồng thời truyền đi. Cho nên Phật mới nói với chúng ta rằng thời gian và không gian là do vọng tưởng của phàm phu chúng ta sanh ra, không phải chân tướng, không phải sự thật. Dùng lời hiện nay mà nói, hoàn toàn là một khái niệm trừu tượng. Chư Phật Bồ Tát khế nhập cảnh giới chân thật, các ngài đã xa lìa hư vọng, cho nên tận hư không khắp pháp giới là một pháp giới, tức là nhất chân pháp giới. Trong một pháp giới không có xa gần, không có trước sau, không có thứ tự. Phật tại trong Đại Kinh thì nói sát na tế, trong phẩm thập định có nói rất rõ ràng. Thì như cái thân này của chúng ta là một thể, nếu bộ phận nào trong thân thể này bị kim chích một cái, hoặc bị sâu cắn một cái, thì toàn thân đều cảm thấy đau nhức. Chư Phật Bồ Tát tại trong pháp giới chân thật, sự cảm thọ cũng giống như vậy. Cho nên tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, chư Phật Bồ Tát đều biết rất rõ ràng. Đại thanh là tiếng thuyết pháp. Đại thanh tức là trong kinh thường nói sư tử hống. Vì tất cả chúng sanh nói pháp vi diệu. Pháp nhất định là pháp vi diệu. Ý nghĩa của vi diệu là chẳng phải có, chẳng phải không. Nói mà không nói, không nói mà nói, gọi là vi diệu. Trần thuyết, sát thuyết, mãi mãi không có gián đoạn thuyết, đây là vi diệu. Kinh Hoa Nghiêm đích thật triển khai ra là hiện tượng này, khiến cho chúng ta lãnh hội.
người lợi căn và người thông minh lãnh hội được. Hễ lãnh hội được thì gần với nhất trần pháp giới. Phải cố gắng dụng công thêm nữa thì rất có thể thế nhập được pháp giới này. Trong phẩm sau cùng, phỏng nhập pháp giới có nói thế nhập được thì mới có thọ dụng, thật sự được thọ dụng. Quý vị tu học không có hoài công, không thế nhập thì không được, nhất định phải thế nhập. Ai có thể thế nhập? Chỉ có người lợi căn thì thế nhập. Cái gì là lợi căn? Người ít phiền não, cũng tức là người thật sự nhìn thấu được, buông bỏ được. Hạng người này thì dễ khế nhập. Nếu chúng ta không nhìn thấu, không buông bỏ được đối với thế, đối với pháp thế gian và xuất thế gian, chỉ cần có một pháp không buông bỏ được thì quý vị không thể khế nhập pháp giới. Không thể khế nhập pháp giới thì vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi, nhất định không ra khỏi. Do đây mới biết thế nhập pháp giới là điều quan trọng nhất trong đời này chúng ta. Làm sao thế nhập được? Nay chúng ta có thể tham khảo những kinh điển của các tông phái, xem xét kỹ lưỡng mà so sánh thì sẽ hiểu rõ hơn. Trong pháp tướng tông có nói có dạy chuyển thức thành trí. Nếu biết chuyển thức thành trí thì khế nhập pháp giới. Pháp giới là tứ trí bồ đề, cũng là chân chánh pháp giới. Còn hư vọng pháp giới là lục đạo, là thập pháp giới, là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra hư vọng pháp giới. Đúng như trong kinh Kim Cang có nói, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Tại vì sao? Vì do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra, đó là ảo ảnh, là mộng huyễn bọt bóng. Nếu quý vị biết chuyển thức thành trí thì quý vị trụ chân cảnh. Chân cảnh là trong pháp tướng tông nói, chân cảnh là tướng phần của A Lại Gia Thức. Đây là chân cảnh. Tuy không phải là thuần chân nhưng cũng gần giống như chân, cũng là tướng phần của tự tánh. Trong chân cảnh này không bao giờ có biến đổi, cho nên cảnh giới này là chân thật, gọi là nhất chân pháp giới. Tu theo pháp tướng tông làm sao khế nhập là phải chuyển thức thành trí. Còn tu theo giáo hạ làm sao khế nhập được là phải đoạn phiền não thì chứng bồ đề. Giáo hạ dùng phương pháp gần giống như thiền tông, thấy điều là thuộc về thiền, mà cách tu của giáo hạ là chỉ quán. Chỉ
là ngưng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quán là rất rõ ràng, rất minh bạch. Bát nhã của tự tánh hiện tiền chính là quán. Các tu của giáo hạ thường dùng công phu này. Dùng công phu này, nếu nói cạn cợt một chút, thì sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, phải luyện tập không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, luôn luôn nhớ luyện công phu này. Cùng với tất cả chúng sanh đối xử hòa thuận với nhau. Dùng công phu này để tu tâm thanh tịnh. Công phu dần dần sâu rồi thì công phu đắc lực. Công phu sâu rồi thì không còn miễn cưỡng chút nào, thì cảnh giới này liền hiện tiền. Lúc đó tâm của quý vị không còn dao động, thì gọi là định. Ngày 1 tháng 10 năm 1998 được định, tức là được tâm thanh tịnh, tức là minh tâm kiến tánh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Chân tâm hiện tiền, chân tâm khởi dụng, thì rất tự nhiên đã quán chiếu và chiếu kiến. Đây là quá trình tu tập của giáo hạ thế nhập cảnh giới. Còn phương pháp tịnh tông của chúng ta thì càng tuyệt diệu hơn. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, phải niệm như thế nào? Phải chuyên chú trong câu Phật hiệu này. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rất rõ ràng là phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Chuyên niệm chính là trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có. Đây mới gọi là nhất hướng chuyên niệm. Còn phát Bồ Đề tâm, Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ, đã giác ngộ triệt để, giác ngộ cái thế gian này là khổ, giác ngộ cái thế gian này là hư huyễn không thật. Nhất tâm sinh niệm thì quý vị mới được công phu đắc lực. Lúc mới bắt đầu niệm Phật thì có gián đoạn. Niệm đến khi nào không gián đoạn thì cái tâm này sẽ thanh tịnh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không nổi dậy. Không gián đoạn nó cũng không nổi dậy. Niệm một câu Phật hiệu này không gián đoạn thì sẽ niệm được rất tự nhiên. Đây là công phu thành phiến, là công phu niệm Phật của quý vị bắt đầu đắc lực. Nhưng quý vị không nên vui mừng. Tại vì sao? Vì công phu này rất cạn, không sâu. Hễ vui mừng thì sẽ mất đi công phu. Sự vui mừng này là gì? Vui mừng là phiền não hiện tiền. Chỉ mới có một chút công phu thì phiền não dấy lên. Vui mừng là một trong thất tình. Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Tuyệt đối không nên có tâm ngạo mạn. Khi tâm ta thanh tịnh, ta không niệm Phật cũng nghe được tiếng Phật hiệu. Các vị đều không có, các vị không bằng ta. Đây là tâm cống cao ngạo mạn đã nổi dậy. Đã nổi dậy cái vọng niệm này thì công phu của quý vị liền mất đi. Khi công phu đắc lực, cảnh giới hiện tiền,
Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm có nói với chúng ta, khi cảnh giới này hiện tiền, không cần để ý đến nó, coi như không có chuyện gì thì là cảnh giới tốt. Không cần để ý đến nó thì tốt. Biết được cái công phu này rất cạn, cũng không sâu, không đáng để ý đến nó. Mãi mãi phải giữ gìn tâm thanh tịnh thì đúng rồi, thì là không sai. Cho nên điều kiện vãng sanh là hai câu: phát bồ đề tâm và nhất hướng chuyên niệm. Nếu quý vị chỉ có nhất hướng chuyên niệm mà không có bồ đề tâm, thì cổ nhân thường nói niệm rác cổ họng cũng uổng công. Không được vãng sanh. Có bồ đề tâm mà không chịu nhất hướng chuyên niệm cũng không được vãng sanh. Cho nên phải hội đủ hai điều kiện này. Thì mới được vãng sanh. Trong phỏng tam bối vãng sanh của Kinh Vô Lượng Thọ có nói: thượng bối, trung bối, hạ bối, cho đến nhất tâm tam bối. Phật cũng là dạy cho chúng ta công phu như vậy. Thì chúng ta mới thật sự hiểu rõ điều kiện cơ bản vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là phải phát bồ đề tâm và nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm chính là nhất tâm niệm Phật. Mà pháp môn niệm Phật là mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát đều tán thán, đều tuyên dương, thì gọi là phổ vận đại thanh. Chúng ta mà đem pháp môn này giới thiệu cho người khác thì tương ứng với phổ vận đại thanh, thì tương ứng với tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát, thì tương ứng với chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Như vậy thì rất tự nhiên được chư Phật Bồ Tát hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Cách nghĩ, cách làm của chúng ta tương ứng với các ngài. Vị sau cùng là Vô Nhiệt Não Long Vương. Vô nhiệt, Vô Nhiệt Não Long Vương trong tiếng Phạn gọi là A Nậu Đạt Trì Long Vương. A Nậu Đạt Trì ở đâu? Trong Kinh Phật có nói cho chúng ta biết là ở núi Tuyết Sơn. Núi Tuyết Sơn chính là núi Hy Mã Lạp Sơn. Núi Hy Mã Lạp Sơn là thuộc vùng cao nguyên. Trong vùng cao nguyên có một cái hồ rất lớn, trong kinh có ghi chép gọi là trì. Trì tức là một cái hồ lớn. Trong cái hồ ấy có một vị Long Vương. Cho nên ngài không có nhiệt não. Chúng ta biết núi Tuyết Sơn, núi Hy Mã Lạp Sơn quanh năm tuyết phủ không tan. Lúc tôi ở Canada đã thấy qua sông đóng băng. Sông đóng băng, sông đóng băng đó quanh năm bốn mùa không tan.
Trong núi Tuyết Sơn đó có một cái hồ lớn. Trong hồ đó có Vô Nhiệt Não Long Vương. Nhiệt não là phiền não, tham sân si cũng là phiền não. Long là rồng, vốn là có phiền não rất nặng. Phiền não không nặng thì làm sao đọa vào đạo này? Phật tại trong kinh có nói rất nhiều. Trong tâm mà có tam độc hại thì dễ đọa vào đạo này. Như cột, sói, rắn, bồ cạp đều là có độc. Rồng cũng có độc. Vả lại chất độc rất mạnh. Rồng phun khí cũng có thể giết chết người, giết chết súc sanh. Quý vị nghĩ xem chất độc đó rất mạnh. Đây là nói tam độc phiền não nặng. Vô Nhiệt Não Long Vương, cái danh hiệu này chúng ta vừa nghe thì hiểu được. Phật và Đại Bồ Tát thị hiện trong chúng sanh loài rồng này. Rồng là thuộc về súc sanh đạo. Quý vị phải độ loài súc sanh này, nhất định phải hiện đồng loại thân. Chư Phật Bồ Tát thị hiện Đại Long Vương, loài rồng đều có độc. Trong tâm có đủ tam độc phiền não. Nhưng Đại Long Vương thì rất từ bi, rất thanh tịnh, không có độc hại. Các ngài hiện thân rồng để độ chúng sanh loài rồng này. Chúng sanh loài rồng này là ai? Nhất định chúng ta là một trong loài rồng này. Bởi vì chúng ta suốt ngày đến tối còn có tham sân si mạng, còn có tam độc phiền não. Quý vị có dám bảo đảm sau khi mình chết rồi không đọa vào loài rồng hay sao? Chư Phật Bồ Tát thị hiện thân rồng, thị hiện nói pháp môn này là cảnh tỉnh chúng ta, khiến cho chúng ta nghe được pháp, khiến cho chúng ta thấy được kinh văn mà hồi quang phản chiếu, thì tự mình biết phản tỉnh, biết kiểm điểm. Nay trong tâm của chúng ta tam độc phiền não có nặng hay không? Nếu tam độc phiền não nặng thì rất khó đoạn. Cho dù có niệm Phật tu hành rất khá, nhưng không thể vãng sanh. Nếu đầu thai trong loài rồng, rồng có phước báo rất lớn. Quý vị suốt đời tu hành đã trở thành phước báo hữu lậu. Phước báo lớn thì làm Long Vương, phước báo nhỏ thì làm rồng con, rồng cháu, thì đọa vào loài này. Cho nên khi đọc đến đoạn kinh văn này, chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ, nhất định phải đoạn phiền não. Nhưng rất khó đoạn phiền não. Chúng ta rất muốn đoạn mà đoạn không được, càng đoạn càng nhiều. Hình như không đoạn thì không nhiều, mà càng muốn đoạn thì càng nhiều. Đây là nguyên nhân gì? Không phải là lúc quý vị muốn đoạn thì có rất nhiều, lúc quý vị muốn đoạn thì phát hiện có nhiều phiền não. Thật ra lúc quý vị không có ý niệm muốn đoạn phiền não, mà phiền não vốn đã nhiều như vậy rồi, bởi vì quý vị chưa có phát hiện được. Nó vốn đã có nhiều, nay quý vị muốn đoạn phiền não thì mới phát hiện có nhiều như vậy. Không sợ nhiều,
có càng nhiều thì càng phải dụng công phu mà đoạn. Phương pháp đoạn phiền não, Phật dạy cho chúng ta ba cái phương pháp là giới, định, huệ. Giới có thể khống chế được phiền não. Ràng buộc nó. Nhưng dùng cái phương pháp này rất là miễn cưỡng để phòng ngừa. Nếu như do giới được định thì công phu trì giới đắc lực. Công phu trì giới đắc lực, khi đắc lực thì cảnh giới định hiện tiền, không cần miễn cưỡng, phiền não cũng không khởi tác dụng, thì mới thật sự khống chế được phiền não. Tuy phiền não không khởi tác dụng, thế nhưng cái gốc của phiền não chưa đoạn. Định có thể khống chế được phiền não, nhưng không đoạn được cái gốc. Định có thể khống chế được nó. Nếu định càng sâu, thời gian khống chế càng lâu dài, thì hiệu quả khống chế càng lớn. Vậy phải dùng phương pháp gì đoạn phiền não? Phải dùng trí huệ. Mọi người thường đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Câu mở đầu trong Bát Nhã Tâm Kinh: quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì đã đoạn phiền não rồi. Đoạn như thế nào? Dùng chiếu kiến thì đoạn được phiền não. Đã đoạn phiền não. Vậy phiền não đi đâu rồi? Phiền não trở thành Bồ Đề. Chuyển phiền não thành Bồ Đề. Thành thật mà nói, phiền não không bao giờ đoạn. Bởi vì phiền não là tánh đức. Nếu là đoạn mất thì cũng không có tánh đức. Nói đoạn phiền não, thật ra phiền não chuyển thành Bồ Đề. Đây là nhờ có trí huệ chiếu kiến. Nếu chúng ta không có trí huệ thì chúng ta không có cách nào chiếu kiến. Cho nên Bồ Tát, cho nên Bồ Đề trong tự tánh cũng chuyển thành phiền não. Chư Phật Bồ Tát được sự thọ dụng của Bồ Đề mà không bị phiền não làm tổn hại. Ngay chúng ta bị phiền não làm tổn hại, không được sự thọ dụng của Bồ Đề. Quý vị nghĩ xem, phàm phu cùng với Phật chính là ở một niệm chuyển biến. Cho nên trong Kinh Đại Thừa thường nói, thánh và phàm không cách mảy may, chỉ là chuyển một niệm. Quý vị có chuyển được một niệm này hay không? Nếu chuyển được thì siêu phàm nhập thánh, thì quý vị không phải là người phàm phu. Hy vọng quý vị có thể chuyển được. Chuyển được chính là đại triệt đại ngộ. Vì sao chúng ta không chuyển được? Vì tập khí quá sâu. Tập khí có từ vô lượng kiếp đến nay đã nuôi thành một thứ thói quen. Tuy có nghe kinh nghe pháp giống như luồng điện chớp sáng một cái như vậy, đột nhiên giác ngộ, thế nhưng niệm thứ hai nhanh như chớp thì lập tức lại mê rồi. Cái hiện tượng này tôi nghĩ có rất nhiều vị đồng tu cũng có. Lúc nghe đột nhiên giác ngộ, nhưng chỉ trong một niệm thì lại mê rồi. Quý vị nên biết,
Một niệm giác ngộ này tuy là rất ngắn, thời gian trong một sát na rất là đáng quý. Vì sao rất là đáng quý? Vì quý vị từ vô lượng kiếp đến nay chưa từng có một lần luồng điện chớp sáng một cái như vậy. Có một lần thì có lần thứ hai, có lần thứ hai thì có lần thứ ba. Về sau càng ngày càng có nhiều, càng ngày càng có liên tục. Chư cổ đại đức thường nói tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành triệt ngộ. Đây là hiện tượng phổ biến của người căn tánh trung hạ. Còn người thượng căn, lợi căn, thể ngộ thì đột nhiên đạt, đột nhiên đại ngộ. Chúng ta nói đốn ngộ là đốn ngộ, đốn siêu. Hạng người này rất ít, rất là hiếm có. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc cũng rất ít thấy. Người tiệm ngộ thì có rất nhiều. Khi nãy chúng tôi đã nói về hiện tượng tiệm ngộ. Điều quan trọng nhất của tiệm ngộ là duyên. Mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày nghe kinh thì cái duyên này thù thắng. Thì có cơ hội luồng điện chớp sáng cũng sẽ có rất nhiều. Có nhiều lần thì dần dần sẽ có liên tục cái duyên này. Đúng như Đại sư Thiện Đạo thường nói, đều là do gặp duyên khác nhau. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này thì quý vị nên tạo nhân duyên cho chúng sanh được độ. Đây là đại công đức. Cổ nhân đã hiểu rõ điều này. Người hiện nay cứ tưởng là mình hiểu rõ. Cổ nhân thật sự đã hiểu rõ. Họ chịu phát tâm xây cất đạo tràng. Các vị đế vương thời xưa, họ dùng lực lượng của quốc gia để xây cất đại đạo tràng. Quý vị có đến đại lục tham quan tự viện ở Trung Quốc, quý vị sẽ thấy tấm biển treo trên tự viện có viết hai chữ sắc kiến. Hai chữ sắc kiến đó chính là hoàng đế hạ lệnh xây cất đạo tràng. Còn có những đạo tràng khác là do đại phú trưởng giả ở địa phương đó họ phát tâm xây cất. Họ hiểu được kiến tự an tăng để cho người xuất gia thân tâm yên ổn, tăng trúng trong đạo tràng tu hành giúp họ được thành tựu. Đúng như trong Phật pháp thường nói, chưa chuyển pháp luân trước chuyển thực luân. Người tu hành nếu cuộc sống chưa được ổn định, mỗi ngày lo lắng nơi ăn chốn ở, thì tâm của họ làm sao được định, làm sao có thể yên ổn tu hành? Trừ phi người có căn tánh lợi căn, họ gặp đâu ở đó, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể tu hành. Còn hạng người trung căn thì không được. Ngày mai không có thức ăn thì họ lo lắng, cũng quên mất niệm A Di Đà Phật. Hạng người trung căn thì không được, nhất định phải chăm lo cuộc sống của họ. Cho nên vào thời xưa, những vị đại phú trưởng giả khi họ đã học Phật, họ biết phát tâm,
thường hay đem căn nhà của mình dâng hướng, dâng hiến để làm đạo tràng. Như Ngài Tư Mã Quang, đời nhà Tống. Ngài Tư Mã Quang lúc cuối đời, Ngài đem căn, Ngài đem nhà cửa đất đai của mình dâng hiến để làm đạo tràng. Vào thời xưa ở Trung Quốc có rất nhiều người làm việc này. Đến đời cận đại, cuối đời nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc, có cư sĩ Dương Nhân Sơn cũng đem căn nhà của mình dâng hiến làm chỗ khắc kinh, in kinh. Nếu nay quý vị đến Nam Kinh tham quan trụ sở của Kim Lăng Khắc Kinh Sứ, nơi đó chính là căn nhà của cư sĩ Dương Nhân Sơn đem dâng hiến để làm đạo tràng, lưu thông kinh sách. Trong trụ sở khắc kinh cũng có số người học Phật tại gia và xuất gia. Họ ở nơi đó làm công việc nghiên cứu kinh Phật. Ngài cung ứng một hoàn cảnh cho mọi người tu học, khiến cho thân tâm của quý vị yên ổn. Quý vị có thể ở nơi đó tu học bao lâu cũng được, để thành tựu đạo nghiệp của mình. Đây chính là công đức chân thật. Cổ nhân xây các đạo tràng, nhất định có người thật sự tu hành đến tu học, là cung ứng cho người thật sự tu hành, mà không phải là xây cất một đạo tràng rồi đã đi tìm người tu hành đến ở. Đây gọi là phan duyên, không phải đi tìm người, mà khi nhìn thấy thật sự có người tu hành ở nơi này, cho nên mới xây cất đạo tràng. Nếu không có người tu hành, quý vị xây cất đạo tràng, sau khi xây cất xong đạo tràng thì họ cãi lộn với nhau, tranh giành quyền lợi. Đó là đạo tràng gì? Là đạo tràng của ác đạo, là đạo tràng của tầng ác đạo. Trước kia tôi còn ở Đài Loan đã thấy qua những người xuất gia. Lão Hòa Thượng sai các đồ đệ đi khắp nơi hóa duyên xây cất đạo tràng. Sau khi xây cất xong đạo tràng, các đồ đệ này mỗi một người cũng hóa duyên được rất nhiều tiền. Họ ở trước mặt của Lão Hòa Thượng, người này nói tôi hóa duyên tiền nhiều hơn người kia, muốn làm giám diễn. Người kia thì nói tôi cũng hóa duyên tiền cũng không ít, tôi muốn làm duy na. Họ mỗi ngày cãi lộn với nhau, không ai nhường ai. Cho nên thầy Lý cũng thường nói, lúc đạo tràng chưa cất xong, mọi người đi hóa duyên, đồng tâm hiệp hợp sức mà xây cất đạo tràng. Mọi người đều là Bồ Tát. Nhưng khi đạo tràng cất xong thì mọi người đều biến thành La Sát. Tâm hành của họ tương lai đi về đâu? Đều đi vào tam ác đạo. Những người cúng tiền ra sức đó, họ không phải giúp cho quý vị thành tựu làm Phật làm Bồ Tát, mà là họ giúp cho quý vị tương lai đọa vào địa ngục A Tỳ. Những người cúng tiền ra sức đó, họ cũng có tội lỗi. Nếu họ không cúng tiền, không ra sức thì không cất thành đạo tràng. Những người xuất gia vẫn là người thật sự tu hành, vẫn là người tu khổ hạnh, vẫn là người nhận lĩnh, là vẫn là người tinh tấn tu hành. Nay họ đem tiền cúng dường thì khiến cho người xuất gia tu hành đọa vào địa ngục A Tỳ. Cho nên Phật biết rõ điều này, Phật cũng rất là từ bi, dạy cho những người tại gia cư sĩ phải nên cúng dường tứ sự cho người xuất gia, thì quý vị mới thật sự giúp cho người xuất gia được thành tựu, giúp cho người xuất gia đoạn trừ tham sân si mạng.
Cúng dường tứ sự là gì? Tức là họ không có thức ăn, quý vị cúng dường thức ăn cho họ. Họ không có y phục mặc, quý vị cúng dường y phục cho họ. Họ đã sanh bệnh, quý vị cúng dường thuốc men cho họ. Ban đêm họ ngủ nghỉ, quý vị cúng dường giường nằm cho họ. Đây gọi là cúng dường tứ sự. Mà không có nói cúng dường nhà cửa cho họ. Quý vị mà cúng dường, quý vị mà cúng dường cúng tiền gia sức xây cất ngôi chùa kiểu như cung điện vậy, nguy nga tráng lệ, họ ở trong đó sống cuộc sống như hoàng đế vậy, mà cuộc sống của tín đồ tại gia quý vị còn kém hơn họ rất xa. Họ có được cuộc sống dồi dào như vậy thì tâm cống cao ngã mạn nổi dậy, tự mình nghĩ rằng rất phi thường. Đây là họ đã tạo tội nghiệp. Lúc họ không có tiền thì có đạo tâm, nhưng khi họ đã có tiền thì đã mê, thì đã tạo tác tội nghiệp. Lúc người xuất gia mới phát tâm xuất gia, họ đều là những người xuất gia thật sự tu hành. Vì sao lại biến sách? Vì điều bị tín đồ cúng dường khiến cho đạo tâm của họ thối chuyển. Vào thời xưa người tu hành có đạo tâm, những ngôi tự viện nguy nga tráng lệ xưa kia là cúng dường Phật và cúng dường đại chúng, là nơi giảng kinh thuyết pháp, mọi người cùng nhau tu hành. Đạo tràng nguy nga tráng lệ là để tu hành, nhưng chỗ ở của mình là một liêu phòng rất nhỏ. Còn vị trụ trì tức là người lãnh đạo trong tự viện, liêu phòng của vị trụ trì bao lớn? Lớn cỡ phương trượng. Đây là liêu phòng lớn nhất trong các liêu phòng. Vương quốc một trượng gọi là phương trượng. Kiến trúc rất là bình thường, rất sơ sài, gọi là phương trượng. Cho nên tự viện xây cất được rộng lớn tốt đẹp là cúng dường thờ tôn tượng Phật Bồ Tát và cúng dường cho đại chúng, không phải cúng dường cho ta. Người xuất gia không nên nghĩ rằng xây cất đạo tràng là cúng dường cho ta, không nên có ý nghĩ này. Người xuất gia cuộc sống phải rất giản dị. Người thế gian chú trọng ăn uống có dinh dưỡng, còn người tu hành không chú trọng dinh dưỡng, họ chú trọng tâm thanh tịnh. Ăn no thì được rồi, không có kén chọn, không có chọn lựa. Cho nên người thời nay tu hành vì sao không sánh bằng người thời xưa? Không như cổ nhân có thành tích như vậy, có thành tựu như vậy. Người hiện nay tu hành ăn sung mặc sướng, cuộc sống quá dồi dào, cho nên mới tham luyến cái thế gian này. Thì cổ nhân ở trong đạo tràng lớn, nhưng cuộc sống của họ cũng rất khổ hạnh, cho nên họ không có lưu luyến cái thế gian này. Họ có tâm thoát ly. Còn người hiện nay tu hành không có tâm thoát ly. Nếu họ niệm Phật, nghe nói A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì họ không niệm Phật, bởi vì họ sợ chết. Miệng thì nói hy vọng vãng sanh, nhưng khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì họ liền trốn tránh, họ sợ thấy Phật. Miệng thì nói muốn, nhưng tâm không muốn. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ trạng huống này. Nay đạo tràng này của chúng ta muốn xây cất thêm niệm Phật đường. Vì sao phải xây cất niệm Phật đường? Vì nhìn thấy những người phát tâm đến niệm Phật quá nhiều, cho nên mới xây cất niệm Phật đường. Không phải chúng ta xây cất xong niệm Phật đường rồi mới đi tìm người đến niệm Phật, là không phải. Sau khi xây cất xong niệm Phật đường, cúng dường cho ai? Cúng dường cho các đồng tu ở lầu 4 đang niệm Phật.
Những vị từ bên ngoài đến, đó là họ đến tham học. Còn các đồng tu đang ở trong đạo tràng niệm Phật là thật sự muốn cầu giảng sanh, thật sự muốn làm Phật là khác nhau. Hãy còn có các đồng tu đến tìm hiểu tương lai phòng ở của niệm Phật đường, là một người ở một phòng hay là mấy người cùng ở chung một phòng. Cái việc này thì phải chờ Lý cư sĩ. Tối hôm nay ông ấy về đến, ngày mai chúng tôi sẽ bàn với nhau. Nếu một người ở một phòng thì không được vãng sanh, vì họ ở trong đó hưởng phước. Xưa kia ở Trung Quốc, các tự viện Tòng Lâm, tăng chúng đều ở chung giảng quảng đơn. Quảng đơn là giường sạp thì mới được thành tựu. Nếu một người mà ở một phòng thì không được thành tựu. Tại vì sao? Một mình đóng cửa phòng lại thì nổi dậy vọng tưởng. Nếu tất cả mọi người thấy đều ở chung một phòng thì ai nấy đều biết giữ thanh quy, nương chúng, nhờ chúng. Nếu quý vị không giữ thanh quy thì mọi người đều nhìn thấy, quý vị cũng không dám suy nghĩ lung tung. Phương pháp của Tổ sư Đại Đức nghĩ ra rất hay, khuyết điểm của chúng ta các ngài đều biết. Các ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta, cho nên nhất định phải ở chung một phòng, nằm giường sạp thì mới thật sự được thành tựu. Quý vị đến đạo tràng là niệm Phật, không phải là đến hưởng phước. Nếu là đến đây hưởng phước, quý vị có đại phước báo thì mới có thể đến đây hưởng phước. Được mười phương tính chúng thiện tính cúng cung kính cúng dường. Nếu không có đại phước báo thì không nên đến đây hưởng phước. Cho nên nhất định phải hiểu rõ điều này. Tôi còn nhớ năm đó tôi ở Hồng Kông giảng kinh, Pháp sư Thánh Nhất đến nói với tôi, hiện nay ở đại lục đã có số tự viện khôi phục chế độ Tòng Lâm. Họ thỉnh giáo với Pháp sư Thánh Nhất về vấn đề lưu phòng của tăng chúng. Thì Pháp sư Thánh Nhất lập tức trả lời rằng tuyệt đối không thể cho một người ở một phòng, mà nhất định thảy đều ở chung một phòng, nằm giường sạp. Không biết đạo tràng nào xin thỉnh giáo với Pháp sư Thánh Nhất. Pháp sư Thánh Nhất là một vị chân tu, tôi rất tôn kính ngài, cũng rất khâm phục ngài. Năm nay thân thể của ngài không được khỏe, tôi cũng khích lệ ngài phát đại tâm. Ngài đối với Phật giáo Trung Quốc phục hưng cống hiến rất lớn. Ngài đã làm rất nhiều việc tốt. Thế nhưng chúng ta phải nhớ kỹ, nhất định phải tu tâm thanh tịnh, phải dùng vô nhiệt não làm tiêu chuẩn tu hành của chúng ta. Bất luận tu hành pháp môn nào, không nên tạo duyên cho phiền não khởi hiện hành, nhất là trong tâm có một chút không vui thì là một niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Trong kinh Phật cũng thường nói hỏa thiêu rừng công đức.
quý vị đã tu tích công đức, thảy điều hủy diệt hết. Thử hỏi quý vị tu cái gì? Quý vị thật sự mà tu hành, trong thuận cảnh không sanh tâm vui mừng, trong nghịch cảnh không sanh tâm sân giận, thì quý vị có công phu. Công phu không phải nói quý vị mỗi ngày đọc mấy bộ kinh, niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu là không phải. Thật sự mà có công phu là chịu nổi sự thử thách của ngoại cảnh, tức là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần mà có thể giữ được tâm thanh tịnh bình đẳng, không khởi tâm, không động niệm, không bị ngoại cảnh làm dao động, thì gọi là có công phu. Quý vị tu hành đã có công phu. Dù có người đọc kinh nhiều đi nữa, một ngày họ đọc 10 bộ kinh vô lượng thọ, đọc 12 bộ kinh vô lượng thọ, nhưng họ vẫn còn nổi dậy vọng tưởng, họ vẫn còn tự tư tự lợi, họ gặp phải chuyện không vừa ý thì nổi dậy tâm sân giận, họ lại còn muốn nghĩ cách để hại người, họ đã tạo tội nghiệp địa ngục A Tỳ. Dù có đọc kinh cũng vô ích, dù có niệm Phật cũng vô ích. Thật sự mà có công phu là trong cuộc sống hàng ngày. Một phẩm sau cùng trong kinh Hoa Nghiêm, 53 tham vấn, thiện tài đồng tử đi tham học những gì? Là trải qua luyện tâm. Ngài tiếp xúc với tất cả hạng người, cũng tiếp xúc với tất cả mọi việc. Trong khi tiếp xúc là để luyện tâm thanh tịnh. Đây gọi là chân công phu. Trước kia giáo sư Phương Đông Mỹ đọc kinh Hoa Nghiêm, thầy rất là hoan hỷ và tán thán. Thầy xem kinh Hoa Nghiêm coi như là khái luận triết học. Thầy là học triết học. Thầy nói kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học hay nhất cổ kim trung ngoại trên toàn thế giới. Trong ấy có lý luận, có phương pháp, còn có biểu diễn. Trong quá trình trải qua luyện tâm, thành tựu trí huệ chân thật, có trí huệ thì mới chịu đựng nổi sự thử thách. Phải là trí huệ chân thật. Cho nên lúc thầy cuối đời ở trong trường đại học khai giảng triết học Hoa Nghiêm, thầy chuyên giảng Phật pháp cho ban tiến sĩ. Hai trường đại học Đài Loan và Phụ Nhân, tài liệu giảng dạy của thầy là Hoa Nghiêm, Phật pháp Đại Thừa. Cho nên vô nhiệt não rất là quan trọng. Chúng ta phải thường phản tỉnh, phải thường kiểm điểm, còn có phiền não hay không. Hễ tâm nổi dậy phiền não thì lập tức phải sám hối. Sám hối như thế nào? Niệm A Di Đà Phật. Ý niệm đó vừa nổi dậy thì liền chuyển thành A Di Đà Phật, thì đè được ý niệm tham sân si và vọng niệm của quý vị. Niệm một câu A Di Đà Phật là nhắc nhở mình đè phiền não xuống, gọi người này là biết dụng công. Khi công phu đắc lực, dù ở trong tất cả cảnh giới thuận nghịch cũng không khởi tâm, không động niệm. Trong thuận cảnh không sanh tâm vui mừng, trong nghịch cảnh không sanh tâm phiền não. Đây là công phu đắc lực. Người niệm Phật đến mức độ này gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến thì nhất định được vãng sanh.
quý vị đã nắm chắc phần vãng sanh rồi. Cho nên câu này, một câu này rất là quan trọng, chúng ta phải thường nhớ kỹ. Như thị đẳng, như vi thượng thủ, kỳ số vô lượng. Câu này là tổng kết, ý nghĩa cùng với phía trước như nhau. Một câu sau cùng là mạc bất cần lực hưng vân bố vũ, linh chư chúng sanh nhiệt não tiêu diệt. Ý nghĩa của câu này cùng với ý nghĩa biểu pháp của vô nhiệt não long vương hoàn toàn như nhau. Long vương vào thời xưa trong quan niệm của mọi người đều nghĩ rằng long vương biết kéo mưa làm mây, là biết kéo mây làm mưa, nhằm lúc trời hạn hán mọi người đến đi đều đến miếu long vương cầu mưa. Mà người trông coi về nước mưa là long vương. Các long vương đó đều siêng năng kéo mây làm mưa. Nước mưa rưới xuống phải hợp với thời tiết và lượng nước. Thì đại địa chúng sanh mới được nước mưa thấm nhuần, thì chúng sanh mới vui mừng. Nếu như nước mưa quá ít hoặc là nước mưa quá nhiều thì sẽ tạo thành tai hại. Như ở đại lục gần đây xảy ra nạn lụt đã gây thiệt hại rất nặng nề, vậy Long Vương có chịu trách nhiệm hay không? Đương nhiên là chịu trách nhiệm. Vì sao Long Vương rưới nước mưa nhiều như vậy? Vì sao làm thiệt hại nhiều người như vậy? Vì đây là tâm niệm nghiệp lực của chúng sanh có cảm ứng với thiên địa quỷ thần. Trong phần trước đã từng nói với quý vị, tham ái thì chiêu cảm thành nạn lục, sân giận thì chiêu cảm thành hỏa hoạn, ngu si thì chiêu cảm thành gió bão. Trong kinh Phật thường nói tam tai. Tam tai là nước, lửa, gió. Từ đâu mà có? Là do tham sân si của chúng sanh đã đến cực điểm thì tam tai xảy đến. Nếu mỗi một người đều biết nhổ trừ tam độc trong tâm thì bên ngoài có tam tai hay không? Không có. Cho nên thiên tai xảy đến thật ra là do lòng người. Bởi vì tam độc phiền não của chúng sanh quá nặng, trong xã hội ngày nay có rất nhiều chúng sanh trong tâm tràn đầy tham sân si tam độc. Phật Bồ Tát thị hiện thân Long Vương đã lìa khỏi, thì những ác long đều hiện đến. Điều này rất là khó đối phó. Thiện thần vừa lìa khỏi thì ma quỷ liền hạ phàm. Vì sao Phật Bồ Tát phải lìa khỏi? Vì chúng sanh tạo nghiệp quá nặng, Phật Bồ Tát không thể không lìa khỏi. Nếu không lìa khỏi thì chúng sanh tạo nghiệp càng nặng hơn. Các ngài lìa khỏi là lòng từ bi,
Vì sao nói không lìa khỏi thì tạo tội nghiệp càng nặng hơn? Vì chúng sanh hủy báng Phật Bồ Tát, làm nhục Phật Bồ Tát, họ không bao giờ chịu tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát. Trong cái tình hình này thì Phật Bồ Tát phải lìa khỏi, không để cho chúng sanh tạo tội nghiệp. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện là lòng từ bi, lìa khỏi cũng là lòng từ bi. Khi Phật Bồ Tát đã lìa khỏi thì yêu ma quỷ quái xuất hiện. Những ác ma đó, chúng đến làm hại chúng sanh. Thì chúng sanh gặp phải kiếp nạn. Thành thật mà nói, cái kiếp nạn này, cái nhân chính của nó là do nghiệp bất thiện chiêu cảm thành kiếp nạn này. Những yêu ma quỷ quái đó, chúng chỉ làm tăng thượng duyên mà thôi. Là bởi tâm của chúng sanh tà ác khiến cho những yêu ma quỷ quái tìm đến. Nếu tâm của chúng sanh chánh thiện thì yêu ma quỷ quái liền lìa khỏi, chúng không dám tìm đến, thì chúng không dám làm hại chúng sanh. Cho nên là bởi tâm tà, tâm bất chánh của chúng sanh thì mới chiêu cảm thành kiếp nạn này. Còn các ông quân là thiện thần, là chư Phật Bồ Tát thị hiện, các ngài kéo mây làm mưa, tiêu trừ sự nhiệt não của tất cả chúng sanh. Đây là việc tốt, khiến cho mưa hòa gió thuận, ngũ cốc được mùa. Đây là thiện tâm chiêu cảm thành thiện thần. Trong câu này cũng có hai ý nghĩa. Biểu hiện ra bên ngoài là kéo mây làm mưa để xóa tan cái nắng gay gắt nóng nực như mấy ngày này. Bầu trời Tân Gia Ba có mây đen, thường thường có mưa, cho nên chúng ta cảm thấy rất là mát mẻ, rất là dễ chịu. Nếu là trời nắng gay gắt thì rất nóng, nóng đến nỗi khiến người sanh phiền não, cũng dễ bị bệnh truyền nhiễm. Cho nên trời mưa phải đúng thời, đúng lúc thì có lợi cho tất cả chúng sanh. Đây là tâm của Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Chữ từ này trong Phật giáo thường dùng mây để tỉ dụ, gọi là từ vân pháp vũ. Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, dùng mưa pháp để tỉ dụ, để hình dung từ vân pháp vũ. Đây là nói nội đức của Phật Bồ Tát. Dùng từ vân pháp vũ thì có thể tiêu trừ ác nghiệp của chúng sanh. Có thể tiêu trừ phiền não của chúng sanh. Tiêu trừ phiền não tham sân si mạng của chúng sanh. Thì như thân thể của chúng ta cảm thấy rất nóng nực, rất bực bội, có một trận mưa đổ xuống thì quá tốt, thì liền tiêu trừ được sự nóng nực và bực bội,
cũng như Phật Bồ Tát dùng tâm đại từ bi, đại từ đại bi, vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, chúng ta nghe rồi liền tiếp nhận thì có thể tiêu trừ được sự độc hại tham sân si mạng của trong tâm chúng ta. Tham sân si là quy khuẩn rất đáng sợ. Nếu quy khuẩn này mà lan rộng thì rất nguy hiểm. Thành thật mà nói, cái kiếp nạn này không phải chỉ có quý vị mất đi thân thể, mà là quý vị mang lại những tai họa cho chúng sanh. Đúng là tự hại mình lại hại chúng sanh. Thế nhưng người thế gian họ mê muội, họ không biết rõ điều này. Họ nghĩ rằng tự mình tạo tác ác nghiệp không có liên can gì với người khác, nhiều nhất là tự làm tự chịu, không có liên can gì với người khác. Họ không biết ngoài tự làm tự chịu ra, họ còn làm ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh của người khác, làm ảnh hưởng chung quanh mọi người mọi vật. Đây là tự hại hại người. Không, nếu không liên can với người khác thì việc này dễ làm. Tự hại hại người thì tội nghiệp của họ càng ngày càng nặng. Hay nói cách khác, tương lai cuộc sống của họ càng ngày càng khổ. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ minh bạch cái đạo lý chân tướng sự thật này. Sau đó chúng ta mới biết được tự thương mình chính là thương người. Chúng ta tự tôn trọng mình chính là tôn trọng người. Gọi là tự tha bất nhị. Tự tha là một thể. Tại sao lại nói không có liên can? Chư Phật Bồ Tát tu học, các ngài dũng mãnh tinh tấn, không giải đãi, không thối chuyển, không sợ tất cả sự gian khổ. Do lực lượng gì thúc đẩy các ngài? Là do chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được phước. Nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, hy vọng tất cả chúng sanh được phước, hy vọng tất cả chúng sanh cuộc sống đều được tốt đẹp. Thì tự mình mới dũng mãnh tinh tấn. Cái lực lượng này rất lớn. Người thế gian siêng năng làm việc là bởi danh lợi thúc đẩy họ. Phật Bồ Tát hy vọng tất cả chúng sanh được phước, cái nguyện vọng này thúc đẩy các ngài. Còn thù thắng hơn sự thúc đẩy danh lợi. Nếu mất đi danh lợi thì họ thối chuyển liền, mà nguyện lực thúc đẩy Phật Bồ Tát mãi mãi sẽ không thối chuyển. Đây là chúng ta phải nên học tập. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.